bạn nhìn miếng thịt chưa? À, đủ một đĩa luôn. Anh em là rất là tiện luôn. Nào, cố lên anh ơi, cố lên. Đây là món thịt lợn kho tàu. À, thịt lợn kho tàu. Nó phải có cái mỡ này thì bảo quản mới được anh em nhé. Đấy. Đây là thịt lợn giả cầy anh nhá. Đây. Thôi, thưởng thức miếng khô nhục vào. Anh em à. Ăn cái loại này là đúng là nó phải lại lên cân nhanh lắm đấy. Ở trên này ấy, là cái giống lợn này này. Đấy, nhìn cái lông của nó chưa, nhìn như con gấu luôn các bạn nhé. Con này nhìn cực kỳ là đầu gấu luôn. Ủa. Đây đang thấy miếng khẩu nhục. Nhìn như vậy hấp dẫn, nhìn thế này ra nên muốn ăn rồi đấy. Làm khẩu nhục ấy, cái da này nó phải là phồng lên. Như thế này thì đến lúc mình hấp lên thì cái da này nó rất là dai và rất là dẻo. Chào mọi người. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Sapa TV. Hôm nay thì hai vợ chồng mình đang ở nhà các bạn ạ. Và hôm nay hai vợ chồng xin phép quay giới thiệu các bạn cái quy trình là món khâu nhục nha các bạn nhé. Thì sau khi mà đi vào rất nhiều làng bản và cũng học được rất nhiều những cái cách làm khâu nhục khác nhau của người Nùng, người Giấy và người Tày ở trên Tây Bắc này, thì bây giờ bên mình đã đúc kết và sản xuất ra một cái khâu nhục đóng lon các bạn nhé, để làm sao mà gửi đến các bác ở dưới xuôi ấy, là thưởng thức được cái món khâu nhục lợn đen thơm ngon nhé. Và hôm nay mình sẽ quay chi tiết cho các bạn cách làm món khâu nhục. Thực ra là ở rất nhiều nơi làm món khâu nhục, nhưng ở trên Tây Bắc mình ấy là nó làm rất là khác các bạn ạ. Và đặc biệt là cái nguyên liệu đấy, còn đây là bếp trưởng chuyên phụ trách món khâu nhục. Xin chào mọi người. Chuyên phụ trách tất cả các món từ lợn nha các bạn nhé. Đấy, và hôm nay mình quay cho bạn khâu nhục, hôm sau mình sẽ quay một số món từ lợn đen nữa. Và đây, như các bạn biết thì ở trên này ấy, là cái giống lợn này này. Đấy, nhìn cái lông của nó chưa, nhìn như con gấu luôn các bạn nhé. Con này nhìn cực kỳ là đầu gấu luôn. Chị đâu đây? Để chị hết cái này, để chị đứng ở đây chị ấy nhá. Đây là con lợn của bà con dân tộc nuôi nhá. Đã. Đây là vừa mới bắt về hôm qua. Dạ. Bà con trở xuống đây để thịt và để làm khẩu nhục. Cái thịt vai thì làm món khác, còn cái thịt ba chỉ là phải để làm khẩu nhục rồi. Riêng cái món khẩu nhục thì phải là thịt ba chỉ mới ngon. Mà cái đặc biệt là cái lợn này nó không có cám tăng trọng, nó chỉ ăn ngô và ăn rau thôi. Cái bì nó rất là dày mà khi làm khẩu nhục đấy, da nó phồng to đẹp lắm. Dạ. Đấy. Cái lợn ở đây thì bên mình là sẽ chế ra được rất nhiều cái món các bạn nhé. Đấy, và cụ thể thì là hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn món khâu nhục. Ơ con kia đang đi tè, chắc là tí nữa. Đấy, tí nữa thì xin phép các bạn là không quay được cái quy trình, cái công đoạn mà mổ, vì cái cảnh giết mổ thì bị cấm, YouTube nó cấm nhé. Đấy. Rồi, chị cho anh em hành quyết đi. Lợn sau khi được xử lý sạch sẽ các bạn ạ, thì cũng chia sẻ với bạn một chút là đây là công đoạn cuối cùng là làm sạch hết những cái lông còn sót lại này. Chân giò này thì sẽ làm món là chân giò giả cầy. Đấy. Mà bên mình cũng đóng lon hết luôn để gửi cho các bác nhé. Chân giò này, các bạn nhìn những cái chân giò lợn đen này cực kỳ là nhìn đây này, vừa mổ xong tươi roi rói luôn. Đấy. Bây giờ phải đi xử lý hết những cái này này. Đấy, còn đây, các bạn nhìn thấy thịt lợn chưa? Đây là những cái miếng ba chỉ này. Ấy. Nặng lắm. Hả? Có to lặng này cơ mà. Đấy. Mà chỉ có ba chỉ này thì mới làm được món khâu nhục các bạn nhé. Còn tất cả khâu nhục mà làm vai hay là làm đùi là sẽ không được, vì là nó sẽ bị khô. Đấy, đây, các bạn thấy chưa? Đấy. Và các bác nhìn xem này. Tất cả là thịt này ấy, là được rút rút sườn, rút xương hết luôn. Đấy. Không? Thịt lợn cực kỳ là uy tín luôn. Đây, ba chỉ. Đây, ba chỉ. Đấy. Này. Nhìn chưa? Ngon chưa? Đó, ba chỉ ngon. Đấy. Anh em thấy không? Nào, mỗi người giơ cái miếng này lên để chụp một kiểu ảnh nào. À, xem là tất cả ở đây ai khỏe thì bê mình to. Nào, giơ vào đây. Được chưa? Rộng hết không? Ok. Đấy.
rất ít khi là quay quy trình sản xuất này cho các bác xem, nhưng mà thực sự là rất nhiều các bác bảo là ăn khâu nhục của ăn cái món khâu nhục của nhà Hải trên nhà hàng ấy, tại sao nó lại béo thế. Nhưng các bạn hết sức thông cảm là như này, cái lợn đen ấy là nó sẽ không được nạc như cái lợn siêu nạc đâu các bạn nhé. Đấy, mấy khâu nhục đặc biệt này là phải lừa lạc lừa mỡ là mới ngon, nó mới ngậy. Chứ còn nếu mà lạc quá lại sẽ khô. Đấy, đặc biệt là cái lợn đen này này, vì nó dày. Đây. Các bác thấy không? Cái thịt này, cái bì này rất dày. Bì nó dày. Khi mình three sum vào đây nói ok. Đấy. Cái bì cái lợn này bì nó dày nên là rất là khó cắt luôn. Dao phải cực sắc. Đúng rồi. Dao chỉ một lúc thôi là nó cùn ngay vì là bì đây. Mọi người xem nó phải dày gấp mấy lần lợn kia. Thế nên là nó mới cho ra cái hương vị thơm ngon của cái miếng khâu nhục các bạn nhé. Cái món này bây giờ mình mang đi luộc luôn đấy nhỉ, chấm với cả chấm chéo. Đấy, này mà luộc lên chấm chấm chéo thì nhất. Anh em luôn. Nhìn đây, anh em nhìn cái thớ thịt đây. Đúng ba chỉ. Đúng ba chỉ chưa? Này, một chỉ này, hai chỉ, ba chỉ luôn này. Đấy. Nhìn đúng là nhìn miếng thịt. Bây giờ là công đoạn tiếp theo là sẽ mang cái thịt này đi để tiến hành luộc và rán các bạn nhé. Đấy. Nói chung là để làm một món khâu nhục là rất nhiều công đoạn luôn. Qua 7, 8 công đoạn. Các bạn biết tại sao gọi là khâu nhục không? Làm thì khổ mà ăn thì nhục. Đấy. Đây, miếng thịt sau khi xử lý sạch sẽ thì sẽ mang đi để luộc cho nó chín nhé các bạn nhé. Đấy. Luộc cái này sôi khoảng bao lâu chị nhỉ? À, nó chỉ cần sôi tới thôi. Đấy, chủ yếu để cái bì nó chín để xăm được, để cho nó khỏi nổ. Còn tí nữa rán xong lại phải luộc một lần nữa cơ. Thật sự các bạn biết rồi, cái công đoạn này nó rất là làng nhằng, lâu lắm làm không nhục người này. Mất thời gian. Màu có vẻ đẹp phết rồi đấy chị ạ. Đúng cái này rồi. Em thấy là giống như miếng áp trao rồi đấy. Cái này thì hầu như là chỉ yếu là để cái bì nó giòn thôi. Dạ. Cái này rán ấy. Để cái bì nó chứ giòn. Mình không phải là mình rán cho nó chín mà mình chỉ cần rán cho nó cái bì nó là đúng rồi đây này, nó bắt đầu lên màu là nó giòn, nhìn nó vàng ươm đấy, nhìn thấy chưa đấy, bắt đầu được cái là như thế là mang luộc. Bây giờ lại mang đi luộc tiếp để cho bì nó phồng lên. Đấy. Mới đây là mới đang là màu lên màu vàng. Có nghĩa là mình sẽ lên màu tự nhiên. Đúng rồi. Rán cho nó vàng màu lên. Chứ mình không lên màu. Tại sao mà nó hơi có màu hơi thâm thâm? Bởi vì ở đây là toàn bộ là lên màu tự nhiên hết anh em nha. Bây giờ lại mang đi chiên tiếp. Mang đi luộc tiếp. Sau đó mới mang đi thái. Đúng rồi. Xong rồi phải để nguội mới thái được đúng không? Đúng rồi. Mất nhiều công đoạn lắm. Nói chung là đấy, được một bát khẩu nhục thơm ngon không hề đơn giản nha anh em nha. Mình đứng xem thôi mà toát mấy khẩu hôi này. Tại quá nhiều công đoạn. Sau khi cái thịt ba chỉ được hấp, luộc và đặc biệt là chiên qua đi thì bây giờ là công đoạn là thái nha các bạn nhé. Đấy. Mình thái là... Đây, đang thái miếng khẩu nhục. Nhìn cái vẻ hấp dẫn, nhìn cái này đang muốn ăn rồi đấy. Đây, nhìn này. Khẩu nhục lợn đen rất là ngon, vừa nạc vừa mỡ. Dạ. Đấy, đây. Toàn bộ cái thịt mà toàn bộ cái này là mình phải làm bằng thịt ba chỉ đúng không chị? Đúng rồi, đây là ba chỉ lợn đen, nhưng mà mình phải biết chọn cái con lợn nó ngon, nó vừa nạc vừa mỡ, nếu mà mỡ quá thì không ăn được. Mà nạc quá thì nó hơi khô. Đúng rồi. Đấy, vừa nạc vừa mỡ. Đúng rồi. Đây này các bạn nhìn thấy miếng ba chỉ này chưa? Đây. Đấy. Đây này. Làm khẩu nhục ấy, cái da này nó phải là phồng lên. Đấy. Như thế này thì đến lúc mình hấp lên thì cái da này nó rất là dai mà rất là dẻo. Đấy. Đây. Vừa dai vừa dẻo. Đúng rồi, vừa dai vừa dẻo. Nó liên kết, nó rất là ăn, nó rất bùi. Đấy, nó khác ở đây, ba chỉ ngon. Đây. Sau khi mà thái xong thì đây là công đoạn đóng gói này. Đây các bạn thấy không? Đây là cái vỏ lon này. Đấy, tiệt trùng và sau này là các bác về chỉ mở ra phát là oánh chén luôn thôi. Đấy. Đây là làm theo gọi là công nghệ công nghệ các cô các chú người nung các bạn nhé, ở trong bản. Đấy. Đấy. Và cái này không sử dụng máy móc được chị nhà, toàn phải thấy là thái tay, nhét bằng tay rồi bằng tay này hết này.
cái sản phẩm này không thể sử dụng máy móc được, bởi vì là cái miếng thịt, hầu như là cái thịt lợn bản này thì nó không được đều miếng, mình phải làm sao là khi nào mà cắt làm sao để nó cắt bằng tay mình nó vừa cái hộp và để nó đều miếng. Còn nếu mà sử dụng máy móc thì có miếng to miếng nhỏ nó rất là lãng phí mà nó cũng không đẹp. Nói chung là cứ làm thủ công đi là chuẩn nhất. Đấy, tại vì bản chất của nó là cái món của dân tộc. Nên là cũng không biết là có đưa máy móc và áp dụng được không thì chưa thử. Chưa thử. Em kia thấy đẹp đấy nha. Đây, miếng thịt đây. Đây, hải xem. Đấy, nhìn ngon lắm. Đấy. Thực ra quan trọng là cái lợn ở đây là lợn mà nhà tự mổ. Đấy, tự xử lý hết từ A đến Z. Còn khi mà mổ một chú lợn đen ra các bạn nhé, là bên mình là có sản xuất đầy đủ hết tất cả các món luôn, thậm chí là không bỏ thì một chi tiết nào, nên là mình sẽ dần dần quay chia sẻ với các bạn là cái quy trình đấy như nào. Cái bí quyết của nó là đây này các bạn này. Đấy, chính là cái nồi gia vị này, dưa rồi rất nhiều những cái vị ở trong này. Đấy, còn cái thịt này thì làm thì ai cũng biết làm thôi. Đấy, nhưng mà cái bí quyết của từng người đồng bào dân tộc thiểu số, chẳng hạn như người Tày làm khác này, người Nùng làm khác này, và đặc biệt là người Hoa làm một kiểu. Đấy, mỗi nơi làm một kiểu, nhưng mà chắc chắn 100% là trong tất cả cái đám cưới của người Nùng với người Tày ở trên Tây Bắc này ấy, là phải có món khâu nhục. Đấy, mấy người Giấy nữa các bạn ạ. Nếu mà không có khâu nhục thì không phải rồi, không thành rồi, đúng không? Đúng rồi này. Đây là chuẩn bị mình cho đi tiệt trùng không phải hấp đúng không? Hấp cái này thì nhà mình vừa hấp vừa tiệt trùng ở chế độ tiệt trùng luôn. Dạ. Đấy. Đấy. Rồi còn đi dập lon nữa. Để mà ra được cái món khổng nhục này nó phải qua 7 công đoạn. 7 công đoạn. Nhưng mà cái trọng lượng của cái này là nó khoảng bao nhiêu gram chị? Cái hộp này là 450g. 450g. 5 miếng cũng 5 miếng thịt. Đấy. Dạ. 5 miếng thịt to như này. Cộng thêm với cả da dạng. Nếu mà gia đình nào ăn nào cũng phải về là phải cắt đôi đi. À. Chứ còn để miếng to này ăn là cũng hơi nghẹn. Đúng rồi. Nghẹn. Nghẹn mà còn không ăn hết đấy. À. Nhìn thế này thôi nhưng mà miếng to lắm, miếng này phải hơn một lạng thịt tươi đấy. À. Và nhìn thế này tại mình rán rồi mình luộc qua các công đoạn nó bị ngót này. Còn nếu mà thịt tươi thì nó phải hơn một lạng. Đây là sản phẩm mới của gia đình nhà Hải Sao TV nhé. Nên là các cô, các chú, các anh, các chị nếu mà ủng hộ thì cứ alo vào số 0974686389 nhá. Đấy, và mình có bán ở trên các sàn thương mại điện tử. Nhìn ngon đấy, nhỉ? Đây, chị xòe ra để cho mọi người xem. Đấy, nhìn tê chứ các bạn ơi. Đấy, các bạn thấy không? Nhìn ngon thật đấy. Đấy, nhìn cái thịt nó đẹp như này cơ mà. Đấy nhá, chị em để này, chị xếp vào tay cho em cả. Đấy. Đấy, yeah. Nhìn này. Lửa lạc, lửa mỡ mà cái bì nó rất là dày. Cái lợn đen này thì bì nó dày. Yeah. Đấy, khi nó phở rất là phồng. Mm. Nếu mà lợn thông thường lợn trắng thì nó không phồng như thế này đâu. Yeah. Vì là lợn này bì nó dày nên là nó phồng lắm. Rồi, chuẩn bị cho vào đóng gói để hấp lên nhá. À, trưa nay sẽ review luôn cho anh em xem, bật nắp luôn. Sau khi xếp xong và đủ cân nặng thì bắt đầu là khâu đóng gói ra. Này, anh em thấy không? Đấy, về các bác chỉ việc ấy ra là sơi thôi. Để vậy các bác cho bắn vào lò vi sóng. Hoặc mình có thể cho lên nồi. Hấp nồi cơm, thả luôn vào nồi cơm ấy. Cho vào nồi nước để luộc, nóng lên cũng được chị nhỉ? Cái này mà nhanh nhất là mình đổ vào, nó vẫn thành một cái khuôn, nó vẫn đẹp lắm. Đổ vào nồi đun cái 5 phút là xong. Không cần cho phải hấp. Đúng rồi, không cần phải cho vào nước, cái này nó có sẵn nước rồi. Chỉ còn đổ ra nồi cái đun nó nhanh. Còn nếu mà đun cả hộp thì nó hơi lâu thôi. À, cậy hộp ra, xong đúng bỏ rồi. Ra, đúng thả rồi. Trực tiếp vào xong nồi rồi thả trực tiếp vào nồi luôn. Đấy, bởi vì cái hộp này nó đã đủ một đĩa rồi. Công nghệ dập lon uy tín phết đấy. Nhưng mà thật sự các bạn ạ, là vẫn là thủ công thôi nhé. Còn sau này ví dụ như là các bác mà ủng hộ thường xuyên ấy, là sẽ làm xây dựng nhà máy lớn luôn đấy. Đấy. Nhà, có ai ủng hộ Hải làm nhà máy thực phẩm
đặc sản Tây Bắc không? Nếu mà ủng hộ thì hãy comment nhé. Đấy. Cũng rất là nhẹ nhàng nhỉ. Cái này nhẹ nhàng, máy này nó cũng đây, cho vào chỗ này để vừa hấp vừa tiệt trùng luôn. Phải tiệt trùng thì các bác mới bảo quản để ngoài nó mới được lâu được. Đấy. Cái này thường thì mình hấp khoảng 50-60 phút nhỉ? Đấy, cái này là cho 120 độ. 120 độ. Trong vòng 60 phút, 120 độ thế rồi, khi nào nó sôi nó lên 140 độ luôn. À. Nhiệt độ nó tăng lên. Và ở đây thì bên mình còn mắm tép nữa các bạn nhé. Đấy, mắm tép trứng thịt lợn đen luôn. Nhưng mà hôm nào thì mình sẽ quay chia sẻ với các bạn. Đây là cái này là cái các cô các chú anh chị đặt hàng ở trong thành phố Hồ Chí Minh gửi vào. Đấy. Trước kia đi ăn lợn đen ai cũng bảo là phải sản xuất những cái món từ lợn đen, nên là bây giờ mình sẽ làm hết luôn. Ngoài khâu nhục ra bên mình còn có cả thịt kho nha các bạn nhé. Thịt kho tàu á. Đấy, rất nhiều luôn. Thịt lợn đen giả cầy, nó giả cầy luôn. Và anh em khi nào mà mình livestream ấy thì anh em nhớ là theo dõi những cái phiên live, vì trên những phiên livestream ấy thì sẽ có những cái chương trình siêu khuyến mãi để tri ân các cô các chú các anh các chị theo dõi Sapa TV, nên là sẽ có cái giá rất là hời luôn. Nhấc đít nặng lắm. Nhấc đít nặng lắm à? Đít to thế là nặng. Đấy. Rồi bây giờ cho chị vào các bóng máy. À, máy móc này anh em nhá. À. Vừa hấp vừa tiệt trùng luôn. Cái này toàn vặn nó chặt, cái này là nó là nồi hơi. Lúc nó sôi lên phải lên 140 độ thì tiệt trùng rồi nhiệt độ. Phải an toàn luôn. Đây nha. Rất là an toàn luôn. Đấy. Đấy, bây giờ cho 120 độ thì nó sẽ lên 140 độ. Cái vi khuẩn mà ở nhiệt độ 100 độ C đã không có con gì sống được rồi. Thì đây nó lên 140 độ thì tất cả các con vi khuẩn ở trong thịt này nó sẽ bị tiêu diệt. Và vì là cái hộp này là mình đã nó đã kín rồi. Đấy. Thì nó mới giữ được lâu, nó như kiểu thịt hùm ấy, nó giữ được lâu vì nó không có con vi khuẩn xâm nhập được. Bây giờ là công đoạn là sau khi mà tiệt trùng với cả hấp xong các bạn ạ. Đấy. Đây đã tiệt trùng xong, hấp xong nhá. Trong 60 phút đã xong. Dạ. Ui. Cái này nó không có hơi xì ra à? À cái này á. Khi mà nó hấp đủ nhiệt độ và nó đã xuống về mức thấp nhất và nó sẽ xả cái nước lạnh vào để có nghĩa là nó Làm lạnh luôn. Nó làm lạnh luôn để hãm cái tiệt trùng lại. À, nó nóng xong rồi nó cho nhiệt độ nước lạnh vào cái là nó làm lạnh luôn, thế là nó nguội luôn. Đấy, như thế thì nó mới gọi là tiệt trùng được. Đấy, nó hôm nay là nó công nghệ rồi. Sao đây là bây giờ là nóng. Bây giờ là bây giờ chỉ hơi ấm ấm thôi. Mát luôn đấy này. Đấy, bởi vì là nó tưởng là xì hơi như kiểu cái lồn không kia. Không, cái bây giờ này thì là mình sẽ mang về nhà hàng và review cụ thể cho anh em cùng xem là phía trong như thế nào. Cái này là phải có cơm trắng. Đúng rồi. Đấy. À ok, quá đẹp luôn, mang hết rồi đi. Hiện tại thì anh em đã chuẩn bị xong hết rồi các bạn ạ. Lạp sườn thì được hấp lên rồi. Và đặc biệt là tất cả ở đây là có những cái món thịt đây. Bỏng hết đấy. Món này là món gì đây? Đấy. Nóng đúng không? Nóng nóng Thơm lắm. Nó vừa mới hấp nóng lên đấy. Nào cố lên anh ơi, cố lên. Đây là món thịt lợn kho tàu. Thịt lợn kho tàu, ok. Đây, anh em thông cảm với cái thịt lợn đen ấy thì thường là nó phải có cái mỡ này thì bảo quản mới được anh em nhé. Đấy. Được. Bây giờ là em chế hết như này cho các bác mua về ấy, là các anh chị chỉ việc là bắn vi sóng hoặc là cho lên là đun hấp lên là ăn. Nhưng lúc đun mình cứ để cả lọ này nhá, xong rồi bắt đầu là nóng cái này mình cho ra đĩa như này giúp em ấy ạ. Đấy. Đấy. Mỗi một cái lọ như này là mình sẽ được một đĩa to luôn. Đấy, ngọt chưa? Đây anh ạ. Đây anh biết làm, anh làm tiếp cái này cho em cái. Bỏng với đá.
Đây là thịt lợn giả cầy anh nhá. Đây. Thịt giả cầy đây anh em ạ. Anh mở to to ra tí nữa nào. Ui, cực kỳ thơm ngon luôn. Đấy. Trong này vẫn còn nhiều lắm. Nó là thịt lợn đen mà, nên là anh em đây anh à. Thơm đấy. Cái này anh biết là gì không? Cái này là khâu nhục đây. Anh em thông cảm một chút bởi vì là mình vừa mới hấp lại nên là nó tương đối là bỏng luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy miếng thịt chưa? Vừa mới đút vào lúc sáng chưa? Đấy. Hả một đĩa to luôn này. Tất cả đều là một đĩa. Đóng số lượng 450 gram. À đủ một đĩa luôn. Anh em rất là tiện luôn. Đấy, đi làm về là có thể thưởng thức được ngay. Này là ăn kèm với cả cơm nóng nhá. Còn đây là món thịt chưng mắm tép. Đây. Thịt chưng mắm tép đây. Đấy, các bạn đến nhà hàng Soba TV ăn thịt chưng mắm tép ngon như nào thì bên mình đấy, chế luôn. Đấy. Đấy, bỏ đây các bạn. Một lọ 350g này. 300g, lọ này 300g anh em ạ. Đấy, đấy, cực kỳ hấp dẫn luôn. Bây giờ là thơm gọi là điếc mũi luôn nhá. Đây, còn đây là món ruốc lợn đen. Đấy. Tất dạ. cả đợt tới những cái sản phẩm mà vợ chồng em mà đưa ra thị trường để cho các bác cùng thưởng thức ăn ngon và tiện thì là sẽ là chế biến từ thịt lợn đen, thịt lợn bản nha. Các bác nhớ là đây là tất cả toàn bộ là thịt lợn đen hết nhá. Đấy. Mời các bác ăn cơm đi. Đấy các bác nào mà đi về mà ví dụ như là đi làm về mà bận quá, nhà có khách tiện là bỏ này ra luôn là có combo đồ Tây Bắc luôn. 1. Giả cầy. 2. Thịt kho tàu. 3. Khâu nhục. Đấy. Thứ 4 là mắm tép và đặc biệt là ruốc này cho trẻ con ăn thì tuyệt vời luôn. Đây, bác xem này. Đấy, em quay này. Cận cảnh cái ruốc cho các bác xem nhé. Cái ruốc này bên trong này nó vẫn giữ được cái độ mềm nhá. Độ ẩm nhưng mà lại vẫn để cho các bác ở bên ngoài để ngăn mát tủ lạnh 3 đến 5 tháng là thoải mái luôn nhá. Nên là bên mình đang có những cái combo rất là đặc biệt. Đấy. Mà em pha chấm những cái combo này các bác săn sale ấy, bên mình livestream là sẽ có những cái sale rất là tuyệt vời luôn. Giá rẻ bất ngờ luôn các bạn ạ. Chỉ có trong các cái phiên livestream trực tiếp ấy thì các bác mình có giá săn sale như thế. Còn sau khi kết thúc phiên live thì lại trở về với giá như ban đầu. Đấy, nên là em Tuyên là mong sao mà những ngày mà các bác đi làm về mệt mỏi thì cứ vào xem live của vợ chồng em, sau đó là săn hàng nhá, giá hợp lý nhá. Giá deal nhiều, có nhiều deal sốc lắm. Đây là chẩm chéo em sẽ pha một chút xíu để cho các tình yêu xem. Đây, là các cách bác pha nhìn xem này, cái lạp sườn ở bên mình đây. Đấy. Rất ngon luôn. Rồi cho anh bắt cơm đi. Hôm nay là những cái món này là chủ yếu là để ăn cơm ấy. Để ăn cơm không? Đây, mắm tép này. Mở ra phát là thơm nức mũi luôn. Mắm tép lại là mắm tép lợn đen nha các bạn nhé. Tép là tép đồng luôn. Nhưng ăn tép đồng ấy nó không bị tanh. Rồi, mở nha. Em mời các bác nha. Ai thưởng thức miếng khâu nhục à anh em à, thơm ngon. Quá đỉnh luôn. À các bác nhìn này, nó có cái dưa này, đậu phụ nhự này, đấy rất nhiều những cái, mà đặc biệt là có một loại củ không thể thiếu được trong tất cả các loại khâu nhục. Đấy, đối với các bác biết nó là củ gì. Các bác comment bên dưới nha. Đây là một cái lớp da, lớp bì của con lợn đen. Đúng là như chị chia sẻ là phải là lợn đen thì nó mới có cái lớp phồng phồng rộp rộp như này. Đến khi mà mình mà làm chín rồi ấy, nó vẫn thể hiện ở đây. Trên cái da của cái bì lợn này luôn. Ngon quá. Nhưng mà ăn này tốn công. Nếu mà các bác mà bác nào mà thật sự là béo rồi ấy, tốt nhất là
ăn cái loại này là đúng là nó lại lên cân nhanh lắm á. Ăn cái miếng khâu nhục á, tan chảy trong mồm không? Ăn cảm cho mới tăng cả nữa. À, khi nào các bác đến nhà mua, tất cả các cửa hàng của mình đều có bán nhé. Một, ở trên nhà hàng Toa TV. Hai, cơ sở Hà Nội, cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh đều có hết. Và đặc biệt hơn nữa là trong các phim live của Saba TV, trên Top Top này, trên Facebook này. Đó. À, các bác cứ khi nào mà có chương trình sale đặc biệt để tri ân các bác thì các bác cứ hãy follow nhé. Đấy, kênh TikTok. Hoặc chịu khó buổi tối nào cũng vào săn hàng là được lưu giá rẻ, giá sốc ạ. Ăn món giả cầy. Đây, anh em thấy không? Cái này, đây. Cái nước này nhỉ, cái nước này dưới cơm ăn đấy nhỉ, hoặc là có bún. Bác nào mà lười ăn với cơm thì có thể là mua kg bún về. Cả đại gia đình nhà mình ăn được rồi. Nó ngậy, nó béo lắm. Đúng là bây giờ mọi thứ đóng hộp rất tiện luôn. Anh, bây giờ đóng hộp ăn tiếp chung mọi thứ ấy, nên là bảo quản được lâu. Cái này để ở ngoài cũng được 3 tháng luôn. Đấy, do là được tiệt trùng rồi. Còn để ngăn mát tủ lạnh thì được 6 tháng. Còn khi mà muốn để vào ngăn đá của tủ lạnh để bảo quản cả năm luôn. Ngon quá. Nó thì khoát đầu với nhau. Món thịt khoát đầu. Ngon. Nửa lạc nửa mỡ. Wow, tỉnh ngang cho xin một cơm nữa. Được không? Sắp tới là sẽ có rất nhiều những sản phẩm từ thịt lợn đen đến tận nhà các bác nhé. Đấy, các bác yêu quý thì nhớ đăng ký ủng hộ và ủng hộ Saba TV nhé. Rồi, tôi thề các bác à, các bác mà xơi cái loại mắm tép thịt lợn đen này nó khác hoàn toàn với bất kỳ cái loại mắm tép nào các bác từng ăn. Bởi vì cái thịt lợn đen này nó rất là ngậy luôn. Đấy, rất là béo. Ăn nó tốn cơm thôi rồi luôn. Đấy. Ngon, thơm. Ruốc này mà trẻ con ăn thì thôi rồi luôn. Trẻ con nhà các bác mua cái này về ăn được này. Khá là tốt này. Nhá, cái cổ nó có vị ngọt luôn đấy, ruốc. Sắp tới mình sẽ ra một số những cái sản phẩm từ thịt lợn đen nữa. Đảm bảo là sẽ mang lợn đen của Tây Bắc ra khắp thế giới luôn đấy. Tại sao mà cứ nói là lợn đen, lợn đen? Lợn đen là gì? Lợn đen là một cái giống lợn nuôi không hề có tăng trọng các bạn nhé, không có tăng trọng, nuôi bà con nuôi dân dã đấy. Như các bạn biết là mình vào chỗ nhà em Lý cái thịt ca ấy, rồi những cái nhà, những cái trang trại, những cái farm ấy, các bạn ấy nuôi dân dã lắm, nó chỉ ăn gọi là cám ngô, ăn cây chuối cái thứ thôi. Đó. Sau rồi nó đi chơi ở trên rừng ấy các bạn ạ. Đó. Và những cái giống lợn ấy là nó dân dã từ bé luôn. Nên là các bạn thấy những con lợn nó rất là to, thậm chí là tạ hơn tạ, hai tạ, nó vẫn di chuyển như bình thường. Nhưng mà mấy con lợn mà nuôi nhốt ở trong chuồng ấy, nuôi ở công nghiệp ấy, 3 tháng nó được khoảng tạ rồi thì nó sẽ không bao giờ có cái mùi thơm ngon như này. Đó. Đặc biệt là như thế. Mà đây là cái lạp sườn. Lạp sườn. Đó. Lạp sườn cũng lợn đen luôn. Tất cả thì mình là làm bằng lợn đen hết. Phần nào mỡ thì làm mỡ, phần nào nạc sẽ chế biến là món nạc. Đấy. Con nào mỡ mà đợt tới thì bên em Hải là có cả sản xuất luôn, cả rán mỡ lợn đen luôn, gửi đến các bác luôn.
Nào, các bác yên tâm. Nhiều người cứ bảo làm ăn dầu cho đỡ béo, ăn mỡ không, không phải. Mỡ cũng rất là tốt, nhưng mà mỡ mà được làm từ lợn đen này này, nó là mỡ sạch. Đấy. Không có tăng trọng. Không có tăng trọng nên là ăn mỡ nó thơm, mà đặc biệt là khi xào với những cái loại rau này. Rau ở gia đình nhà mình mà ăn ấy, nó sẽ có cái độ béo, độ ngậy hơn là dầu rất là nhiều. Ngon quá. Mình sẽ có những cái combo rất là đặc biệt nhé. Cái này. 4 sản phẩm. 5 sản phẩm, 6 sản phẩm. Hôm qua em làm combo 3 ngày rồi á. Combo 3 món, combo 4 món, combo 5 món. Anh em nhìn thấy chưa? Nè. Ăn miếng này gọi ngập mồm luôn. Cái mỡ của nó tan chảy ở trong mồm luôn. Người đồng bào ở trong bản ấy, dưỡng mà làm những cái món như này ấy, cực kỳ đỉnh luôn. Vì là hương vị nó đúng theo kiểu trong bản. Chứ nhiều khi là anh em học mót về xong rồi làm nó không chuẩn đâu. Phải đúng người trong bản làm mà. Anh làm bác cái canh cá à? Ừ. Cho anh canh... Rau à? Rau. Đây, bên này còn có mắt canh cá này. Khi các bác lên đây mà đi chơi du lịch ấy, mà muốn thưởng thức cái canh cá chua này. Đấy, thay vì mình ăn nấu và mình muốn dùng cơm này, gọi là canh cá tầm nấu chua. Có thể là nấu các loại canh này, canh cải, canh cải thịt nữa. Anh em nào mà lên trên Sapa TV, trên Sapa vào nhà hàng Sapa TV 019 đường Hoàng Văn Thụ, sẽ có chương trình là các bác mà ăn uống ở nhà hàng Hải là sẽ miễn phí hoàn toàn bia, chita, đấy, camel, đấy, và nước lọc nha các bạn nhé. Đấy, nước lọc mang thương hiệu camel. Nước ngọt cũng có luôn. Chúng ta cảm ơn tập đoàn camel đã tài trợ cái deal rất là tuyệt vời để tri ân cho những cô chú, những anh chị yêu quý Sapa TV. Nên là khi các cô chú, các anh chị xem video ấy, thì nhớ đừng bỏ qua quảng cáo nhé. Còn hôm nay thì Hải cũng xin phép kết thúc video ở đây. Mình sẽ thường xuyên quay chế biến từng những cái món ăn của từ lợn đen này để gửi đến các bạn nhé. Đấy. Xin chào tất cả các bạn và những video tin tức của vợ chồng mình nha. Cảm ơn cả nhà. Bye bye.
cả như này đấy.